Thưa quý vị, 22 cán bộ chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã bị sạt lở vùi lấp. Trong đó thì gồm 3 sĩ quan, 8 quân nhân chuyên nghiệp, 11 hạ sĩ quan, chiến sĩ. Và đến 17:30 ngày hôm nay thì đã tìm được 14 thi thể, vẫn còn 8 cán bộ chiến sĩ mất tích. Những hình ảnh từ hiện trường vụ sạt lở tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị do nhóm phóng viên truyền hình quân khu 4 vừa gửi về cho chúng tôi. Đường vào thôn Cợp đến thời điểm này vẫn bị tắc khoảng 3 cây số do có 3 điểm sạt lở đất đá lớn. Tại đây đang có mưa nên công tác khắc phục các điểm sạt lở rất khó khăn. Băng qua những con đường rừng sạt lở nguy hiểm, nhóm phóng viên và lực lượng cứu hộ đã đến với điểm sạt lở khiến 22 cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây bị vùi lấp. Hiện có trên 400 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị quân khu 4, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, dân quân địa phương và các phương tiện đang trực tiếp tham gia cứu hộ. Phải sử dụng toàn bộ lực lượng tại chỗ, máy móc, công ty, công trường tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cách nhanh nhất. Chúng tôi cũng đã nỗ lực hết mình để thực hiện việc cứu nạn để làm sao bảo đảm được cái cứu nạn anh em một cách nhanh nhất. Trước đó, chiều qua, trước tình hình mưa to, nước lũ lên nhanh, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã huy động lực lượng đi khảo sát, nắm tình hình, giúp một số hộ dân phòng chống mưa lũ. Và rạng sáng nay, quả núi sau doanh trại sụt lở, vùi lấp 22 cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Tỉnh Quảng Trị đã huy động tổng lực nhân lực, vật lực để khắc phục các điểm sạt lở để vào được hiện trường vụ sạt lở. Trực thăng của quân đội đã sẵn sàng mang lương thực, thực phẩm và vật tư y tế vào khu vực bị cô lập để hỗ trợ. Tuy nhiên vẫn phải chờ thời tiết thuận lợi. Đoàn 37 tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai địa bàn. Sau một ngày tìm kiếm vất vả, anh em lui về nghỉ ngơi tại cơ quan đoàn bộ để chuẩn làm công tác chuẩn bị để ngày mai sẵn sàng lên đường giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Nhưng mà không ngờ thì thiên tai ập đến, một lượng đất đá đã sập xuống hàng triệu mét khối đất đã đổ sập trong đêm khuya. Hiện nay mưa lớn, núi vẫn tiếp tục sụt lở, công việc cứu hộ cứu nạn đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Quân đội đang phân công người trên những khu vực cao để quan sát, đánh kẻng cảnh báo. Nếu phát hiện sạt lở, các lực lượng cứu hộ sẽ làm cả ca đêm để đưa nạn nhân còn lại ra sớm nhất. Vâng, lực lượng cứu hộ thì cũng đã tiếp cận được khu vực thủy điện Giao Trang 3 bằng đường thủy. Đây là thông tin mới nhất phóng viên chúng tôi vừa cập nhật cách đây ít phút. Quá trình di chuyển của lực lượng cứu nạn trên tuyến đường thủy gặp nhiều khó khăn do mưa. Phải đến 15 giờ hôm nay, lực lượng cứu nạn mới tiếp cận được hiện trường của khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Đoàn cứu nạn cứu hộ gồm lực lượng công an, quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và công binh quân khu 4 đã gấp rút triển khai phương án, tận dụng các phương tiện máy móc của các đơn vị thi công ở thủy điện Rào Trăng 3 phục vụ cho công tác tìm kiếm các nạn nhân đang bị vùi lấp. Để xử lý được cái việc này thì rất cần những các cái thợ máy cũng như là tài xế để lên sử dụng các cái phương tiện hiện có của công ty để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại. Đoàn cứu nạn tiến hành tập kết lực lượng, phương tiện chốt tại thủy điện Rào Trăng 3 tiếp tục tìm kiếm 15 nạn nhân còn lại ở khu vực này trong những ngày tới. Tại Quảng Bình thì mưa to và gió lớn vẫn đang tiếp diễn đe dọa an toàn của hàng nghìn hộ dân. 34.000 ngôi nhà đã bị ngập lụt, hàng trăm khu vực bị chia cắt và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương gấp rút ứng cứu cho bà con nông dân. Ngay trong sáng 18 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã điều tổ công tác đặc biệt thứ hai cùng với cano, súng máy, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn cùng lương thực, nước uống lên địa bàn huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh, hai địa bàn đang được coi là thiệt hại nặng nhất trong thời điểm này với gần 40.000 ngôi nhà đang bị ngập lụt nhằm ứng cứu khẩn cấp cho bà con nhân dân. Gia súc gia cầm vì là trâu bò là một phần là heo, là heo thịt, heo nải thôi chứ là họ ngấm cả là thiệt hại rất nhiều. Chúng tôi đã là đề nghị và yêu cầu các nhà hàng là phải chạy máy nổ, chạy ắc quy, tăng cường cái nhân lực để đảm bảo các cái trạm BTS phát sóng để đảm bảo cái thông tin liên lạc. Tính đến chiều tối 18 tháng 10, mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng tại Quảng Bình. Nước các sông tại Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, sông Danh đều đang vượt mức báo động 3. Dự kiến trong đêm nay, số lượng nhà bị ngập sẽ còn tăng lên.
Nhiều thách thức đang đặt ra đối với các cấp chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình trong việc đảm bảo an toàn cho người dân địa phương trong đợt mưa lũ lịch sử này. Trong ngày 19 thì nước lũ sẽ đạt đỉnh cao, thì chính quyền các cấp cũng đã giao nhiệm vụ cho chính quyền thôn, chính quyền xã sẽ phải đưa người dân từ nơi thấp đến nơi cao trước 17 giờ, có nghĩa là trước buổi tối ngày hôm nay, để đảm bảo an toàn một cách tối đa cho người dân. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đang yêu cầu tất cả các lực lượng khi tham gia cứu hộ, trợ giúp cho người dân thì phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang có hơn 40.000 ngôi nhà bị ngập lụt, hơn 100 thôn, xã bản, hai huyện biên giới bị chia cắt và hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy gần như bị cô lập. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp cận, ứng cứu cho người dân nơi đây. Các tuyến đường bị chia cắt, bị ngập lụt đã được cảnh báo. Không chỉ tại miền Trung mà mưa lớn thì cũng đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho đời sống của người dân ở các tỉnh Tây Nguyên. Tại Đắk Lắk thì mưa lớn đã làm sập đổ hoàn toàn một ngôi nhà của người dân ở ngay giữa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột và hơn 10 căn nhà liền kề đang đứng trước nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được tại khu vực ngôi nhà của bà Đào Thị Tường Vi ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột bị nước cuốn đổ sập vào chiều ngày 10 tháng 10 vừa qua. Không gây thiệt hại về người, nhưng vì căn nhà của bà Vi nằm ở trên cao nên khi bị sập đã đè lên và gây nát một phần những ngôi nhà phía dưới. Còn những ngôi nhà kế bên thì đang trong tình trạng đứng trơ móng, treo leo, xuất hiện các hố hốc ăn sâu vào trong nền móng như thế này. Bây giờ hai cái nhà trên đó thấy em thấy nó treo leo quá, mà giờ chỉ cần một trận mưa lớn nữa thôi là trên đó thế nào nó cũng sạc hết xuống, mà sạc xuống là cái nguyên cả cái dân ở đây là thế nào cũng bị sụp hết. Do khu vực này trước đây là một quả đồi, các ngôi nhà được xây dựng men theo triền dốc. Những ngày qua ở thành phố Buôn Ma Thuột liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết, đất bị vỡ liên kết, đổ dồn từ trên cao xuống, khiến cho nhiều nhà dân ở phía dưới bị nứt nẻ tường và đứng ngồi không yên. Hiện bây giờ đất đã đổ đầy đến cái độ cao và đã đẩy xô nứt cái tường đó là hoàn toàn rồi. Thì cái nguy cơ là sẽ dẫn đến là sạt lở và sập cái tường này. Tâm lý những hộ dân xung quanh như gia đình là bất an. Trời mưa là không dám ở trong nhà, phải đi ra ngoài. Dự báo trong những ngày tới, Đắk Lắk vẫn còn xảy ra mưa lớn kéo dài. Trước tình hình những ngôi nhà đứng treo leo, trơ móng do sạt lở như thế này, thì chính quyền thành phố Buôn Ma Thuột cùng với cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp cụ thể di dời người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời lên phương án hỗ trợ giúp người dân gia cố nhà cửa, chống sạt lở để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.